Kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho thanh thiếu nhi hai nước, vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa thanh thiếu nhi và nhân dân hai nước. Đoàn Thanh niên hai nước đã cùng nhau góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển, theo phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Nổi bật, vừa qua Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc đã phối hợp tổ chức hoạt động Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Trung và các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa doanh nghiệp trẻ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuỗi hoạt động thắm tình hữu nghị này. Chương trình giao lưu văn nghệ là một trong những hoạt động đặc sắc nằm trong chuỗi sự kiện giao lưu văn hóa giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Tại đây, đại diện Thanh niên Cao Bằng đã đem đến giai điệu hào hùng qua ca khúc Thanh niên Việt Nam tiến bước. Ca khúc thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, ý chí vượt qua khó khăn, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương. Hay làn điệu then tính ngọt ngào với bài Hoa rừng quê em do các em thiếu nhi biểu diễn đã để lại ấn tượng về bản sắc văn hóa của dân tộc của tỉnh Cao Bằng. Em Lãnh Thị Hoa Lâm lần đầu tiên được đến với đất nước Trung Quốc. Mọi thứ đều lạ lẫm, nhưng bằng sự tự tin của mình, em và các bạn đã thể hiện thành công làn điệu then tính ngọt ngào của quê hương. Đối với Hoa Lâm, được giao lưu là niềm tự hào. Đây cũng là dịp để em đưa hình ảnh non nước Cao Bằng đến với bạn bè nước ngoài. Một tràng vỗ tay ạ. Em cảm thấy rất là vui, rất là vinh dự khi được thay mặt cho cả tỉnh Cao Bằng đến Trung Quốc để giao lưu văn nghệ mọi người ạ. Cùng với hoạt động giao lưu văn hóa, trong chuỗi hoạt động lần này, đại diện các doanh nghiệp trẻ tỉnh Cao Bằng còn được gặp gỡ, tọa đàm với doanh nghiệp của nước bạn Trung Quốc. Hai bên tham gia tọa đàm trên tinh thần chia sẻ, cởi mở, thúc đẩy tăng cường hợp tác. Với chủ đề Hợp tác mở cửa nâng cao chất lượng thương mại biên giới, đã có nhiều ý tưởng về giải pháp hợp tác đã được doanh nghiệp hai bên đưa ra. Tại buổi tọa đàm, 20 doanh nghiệp đại diện cho hàng trăm doanh nghiệp trẻ của tỉnh Cao Bằng chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Các đại biểu đã bày tỏ mong muốn tăng cường các hoạt động đối ngoại, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, tổ chức hội chợ, phiên chợ, giao lưu, kết nối giao thương. Đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới và kết nối thúc đẩy các loại hình phát triển nông nghiệp, du lịch xuyên biên giới. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên sẽ góp phần thúc đẩy lưu thông, phân phối tiêu thụ hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy kết nối thị trường. Được theo đoàn của Đoàn Thanh niên tỉnh Cao Bằng đến giao lưu với doanh nhân và hội phụ nữ cùng Đoàn Thanh niên Trung Quốc thì tôi cũng rất là vinh dự và rất là vui ích vì sang đây được hỏi chia sẻ kinh nghiệm với nước bạn, cũng được học các mô hình công ty, cũng là mô hình hoạt động về kinh doanh, mô hình các sản phẩm của nước bạn. Đó là ở bên này người ta có cái cách thức kinh doanh và cách thức tổ chức rất là chuyên nghiệp. Là chúng tôi cảm thấy là mình được mở mang và được học tập nhiều thứ. Và với doanh nghiệp của tôi thì mong muốn tương lai là sẽ được sang đây học hỏi nhiều hơn nữa và được gặp gỡ cũng như là được hợp tác với các doanh nghiệp bạn. Cùng với hoạt động giao lưu nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Cao Bằng và thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đã tổ chức sôi nổi. Các hoạt động giao lưu văn nghệ trò chơi dân gian đã giúp hai bên thắt chặt tình đoàn kết và hiểu biết thêm về bản sắc văn hóa của nhau. Bên cạnh đó, thiếu nhi hai bên đã cùng tham gia hoạt động vẽ tranh với nội dung Bảo vệ một dòng sông cùng vẽ lên cuộc sống tươi đẹp. Hoạt động mang ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ,
cùng chung tay bảo vệ dòng sông Quây Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp để Thác Bản Dốc trở thành viên ngọc xanh của khu vực Đông Bắc. Trong những năm qua, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc, quan hệ hợp tác và giao lưu mọi mặt giữa tỉnh Cao Bằng với tỉnh Quảng Tây nói chung và thành phố Sùng Tả nói riêng không ngừng được tăng cường, mở rộng và đi vào chiều sâu. Quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại, dịch vụ du lịch ngày càng được mở rộng. Thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, các cuộc hội đàm và các văn bản ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Cao Bằng, tỉnh Quảng Tây và thành phố Sùng Tả, tình cảm hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai địa phương ngày càng gắn bó. Đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, trước khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, đã có 4 hoạt động giao lưu giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Trong đó đã 2 lần được đón các bạn thanh thiếu niên của thành phố Sùng Tả sang thăm Cao Bằng và 2 lần tổ chức đoàn đại biểu thanh thiếu nhi của Cao Bằng sang dự các hoạt động giao lưu hữu nghị tại Sùng Tả. Khi tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tổ chức Đoàn Thanh niên tỉnh Cao Bằng và Đoàn Thanh niên khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tiếp tục kết nối, do nhân trẻ hai bên tăng cường hiểu biết, chia sẻ thông tin, giao lưu hợp tác. Với 2 hội nghị trực tuyến được tổ chức vào năm 2022-2023 và đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các tỉnh Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Việt Nam và Đoàn Thanh niên khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc giai đoạn 2023-2026. Chương trình lần này là hoạt động giao lưu trực tiếp đầu tiên sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát. Trên tinh thần giao lưu cởi mở, hợp tác cùng hướng đến tương lai tốt đẹp hơn, chuỗi hoạt động giao lưu đã để lại tình cảm tốt đẹp. Trung Quốc, Việt Nam là láng giềng tốt, bạn bè tốt, anh em tốt, đồng chí tốt. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng đã chào đón các vị khách quý của đoàn đại biểu Cao Bằng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa thanh niên hai nước. Bước tới thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần chỉ thị quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, tích cực làm tốt, thực hiện tốt giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực như hợp tác kinh tế thương mại, hoạt động tình nguyện. Tiếp thêm động lực mới cho việc tạo dựng cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược giữa Trung Quốc và Việt Nam. Hoạt động giao lưu thanh niên, phụ nữ Cao Bằng và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc đã diễn ra thành công, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng thanh niên, chính quyền nước bạn. Đây là cơ hội để thanh niên, doanh nhân, hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung mà chúng ta đã trao đổi, tăng cường hợp tác chặt chẽ, triển khai các hoạt động giao lưu thiết thực và toàn diện, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam, Trung Quốc, đóng góp tích cực vào hòa bình và phát triển kinh tế của khu vực. Đến đây, chuyên mục Thanh niên của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chuyên mục sau.